Dạ, hôm nay 5 giờ sáng con lên đường đi phóng sanh hồi hướng công đức cho ba của anh Tây. It's the end of the weekend, but I still wanna turn up. Yeah, I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head up? Any night, any day, let me take you away. All I need is just saying yeah, 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 yeah. Better nights, better days, when you're here with me, babe. Cause you're all that I crave, so I wonder, hide away from me when I need you most. We got love guaranteed, and I have to know. Say, where are you? Where are you? Ok, thuyền đánh cá người ta ở ngoài sông, bây giờ em sẽ bơi ra đó kiếm người ta ha. Dạ thưa quý vị Bồ Tát, bây giờ là 5 giờ sáng, con xin biến hình chàng tiên cá. Rồi, kỳ này biến hình cho ngon nha. Mọi người coi con biến hình nha. Có chừng té đập đầu nha. Ví dụ em biến hình, em nhảy bùm, thôi đừng nhảy bùm mà té đập đầu. Dạ kính thưa mọi người đang xem chương trình phóng sanh giải cứu động vật đúng cách trong thiên nhiên, hôm nay tôi sẽ biến hình tiên cá trong ngày vía Quan Âm để phóng sanh cá góp vui cho chương trình. 1, 2, 3. Hiện nay thầy trò chúng con sẽ phóng sanh cho gia đình anh Cường. Xin phép gia đình anh Cường chúng ta cùng tham gia trong chuyến phóng sanh này. Tất cả quý khán giả yêu thương trên toàn thế giới, tận hư không biến khắp pháp giới, mời cả nhà cùng tham gia phóng sanh với chúng con. Bây giờ tụi con sẽ đi tìm cái thuyền người ta đang lú cá dưới sông để nói người ta mua về phóng sanh. Dạ, giờ con phải xuống sông đi tìm người ta đây ạ. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong vòng. Ôi, vài chục phút nữa nha. Ôi, nước mát quá. Wow, tuyệt vời. Mời Bồ Tát lên thuyền để đi tìm các ngư dân cho dễ. Anh đi phía này, không? Sober, yeah. Now you know that ain't right. If you two knew you was coming over, that would be a problem, yeah. If our friends knew undercover loving, they would try to solve it. Solve it, yeah. Me and you, what we do, it stays between me
please don't touch me like that. Cause you know I'll react. Don't make me do this. I feel so foolish. No, breaking rules, and that's facts, facts, facts. Các em đang xem những video do thầy Tuân quay này, thì thầy Tuân làm luôn cho các em bằng hiếu thảo với cha mẹ đến trường nghe lời thầy cô giáo dạy và không làm cho cha mẹ phiền lòng. A Di Đà Phật. Mọi người cũng học tấm gương tốt của thầy ấy để bảo vệ môi trường, giúp đỡ chị em và người già tất cả các hoàn cảnh khó khăn nha. A Di Đà Phật. Cuộc sống mỗi cây mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi hoa, ai cũng có cái nỗi khổ niềm đau, nhưng mọi người hãy cố gắng niệm A Di Đà Phật. Niệm Phật có thể hóa giải được tất cả đau khổ, chỉ cần mình không nghĩ cho bản thân mình, sống vì tất cả chúng sanh, sống vì quốc gia dân tộc, hy sinh phụng hiến thì sẽ đạt được cái niềm an vui trong cuộc sống của mình. A Di Đà Phật. Nên mọi người hãy nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Chỉ cần ta làm nghề không sát sanh thì Phật Bồ Tát an bài sắp xếp, tâm nghĩ sự thành, đông luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Từ bi trùm khắp pháp giới, thiện ý khắp nhân gian, lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp, lấy giảng dạy bồi dưỡng nhân tài, lấy chân thành phát triển giao lưu, lấy chuyên tu cầu sanh cực lạc. Nghe Phật. Từ bi trùm khắp pháp giới, thiện ý khắp nhân gian. Trời ơi, xem đi, nó bể ghe con ta rồi. Sao thầy không nói sớm thầy ơi? Hiền quá. Cả nhà ơi, con không có kinh nghiệm luôn, xem đi nữa là bể ghe nha thầy. Con không có kinh nghiệm, gặp thầy không dạy cho con nữa thầy. Ê, dạ, khoan thầy. Trong cuộc sống đúng là không có kinh nghiệm rất là nguy hiểm cả nhà. Nếu như mỗi ngày đi với một vị thầy là đi một con đường, đi với hai vị thầy là đi hai con đường, đi với ba vị thầy là đi với ba con đường. Chỉ cần chúng ta thành tâm vì chúng sanh, hy sinh phụng hiến, không vì chính bản thân mình, thì Phật Bồ Tát sẽ an bài sắp xếp hay gì đẹp được. Trời ơi, nó nhảy ra mặt luôn nè. Đó, có nước rồi nè. Cái này là thầy phóng sanh cho gia đình nào đọc. Rồi, thấy rõ không? Dạ, các kèo lửa còn sống không ạ? Chết rồi hả sư huynh? Sống rồi, biển nó đang nhảy với thầy. Đây đó. Rồi, anh đọc kinh hồi hướng gì đi. Rồi bắt đầu thả. Nè, tặng một hộp quẹt nhựa nữa nè. Chúng sanh quy phục, chúng sanh quy pháp, chúng sanh quy tăng, chúng sanh quy Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy tăng bất đọa bàn sanh, chúng sanh sở tạo chưa ác nghiệp, dây do vô thủy tham sân si, tùng thân lưu ý chia sẻ sanh, nhất thiết chúng sanh dây sám hối, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Anh kéo em luôn hả? Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới niệm A Di Đà Phật cho tới khi thành Phật đều đồng một pháp hiệu là Diệu Âm. Vì vậy kính nguyện tất cả chúng sanh khổ nạn đang có mặt tại nơi đây cùng tất cả những chúng sanh khổ nạn ở những tầng không gian khác, xin chư vị hướng về tam bảo quy Phật, quy pháp, quy tăng mà phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Ta bà là cõi khổ, cực lạc nghĩa là chỗ quay về. Xin hãy buông bỏ tất cả việc những phiền não tham
sân si mà phát tâm niệm Phật, xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật. À, hôm nay chúng con đầy đủ nhân viên thì chúng con xin phép phóng sanh cho gia đình của ông Trần Văn Thành, sinh năm 1958, ngày mất 29 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày mùng 4 tháng 11 âm lịch. Ông sinh ngày 24 tháng 8 1958, là ba của anh Cường. Đây có công đức này, chúng con xin làm đại diện gia đình của anh để phóng sanh hồi hướng cho ba của anh nha. Tại vì đã Phật. Dạ rồi thưa thầy. Trong đây có cá kèo lửa, có tôm, có đủ loại cá, những con vật đang sống trong tự nhiên nha. Có cá đói, có còng, có đủ thứ nè. Và bây giờ em sẽ thả xuống nước nha. Để anh này bỏ vô thêm nữa. Nhiều luôn á. Để em lặn xuống đáy sông em thả cho anh nhìn nó đẹp nha. Anh cho em con này hả anh? Em cảm ơn anh. Mời anh thả. Đây Sam bơi đó. Để em cho con cuốn lên thuyền đó. Phấn này. Ra đây phấn này. Phấn này. Con cuốn lên nè. Mệt hả? Cố lên con. Dòng nước chảy rất mạnh, rất xiết. Lên thuyền đi. Đừng bơi theo Tiun. Nước chảy mệt lắm, con bơi. Con bơi đuối sức luôn á. Hả? Sao? Không muốn bơi theo Tiun hả? Muốn bơi theo tiên cá để tập luyện hả? Chắc chưa. Cái này chắc chưa. Giờ bơi vô trong chiếc thuyền đi con. Xin mọi người hãy thả những sinh vật ra đúng cái môi trường sống của nó nha. Cá sông thả ra sông nha. Cá đồng thả vô đồng nha. Rồi. Chú cua này nó bị gì mà hay quá vậy các bạn? Càng như vậy kẹp ai được đây? Đây. Đây là càng bị ung thư. Đây, để càng vô nè, kẹp tiêu nào. Đây, kẹp, kẹp tiêu nào. Càng bị ung thư rồi. Này. Cái càng bị gãy rồi nên kẹp không được. Đây, 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 đây. 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 Đây mình bị cua kẹp nè mấy bạn ơi. Ôi ơi. Cua kẹp nào. Ôi, tội nghiệp quá. Gãy càng còn bị bắt. Bây giờ mình sẽ phóng sanh cho ba của anh Ti nha. Dạ. Hồi hướng công đức cho bác ấy được sanh đến thế giới tốt đẹp của A Di Đà Phật à. Đây, xuống nước bơi cùng cuốn nào. Can I dance for you? Would that be cool? Can I dance for you? Would that be cool? Butterflies in my stomach, butterflies in my chest. Heartbeat like a bird that's humming. Trust your words cause you know me best. Let's take a walk down a brick road. Click your heels and you'll be there. I want you, do you want me too? Once you hear the rhythm playing, promise you won't be complaining. I'll be here for you if it's for you.
as my body gets to sway, and promise you won't be complaining, and I'll be saying, yeah. Bơi mới nặng. À gì hả? À gì đây? Bơi hôm nay chúng con đại diện phóng sanh cho gia đình của anh Cường. Mong mọi người học tập theo tấm gương tốt, trả hiếu cho ba của anh ấy, làm lợi ích cho quốc gia dân tộc, làm lợi ích cho cộng đồng. Mọi người cùng học tập theo tấm gương tốt của gia đình anh Cường nhé. Trả hiếu cho ba đây. Trả hiếu cho ba bằng việc phóng sanh. Còn sót nữa không? À, còn mấy con tôm nó đu đu trên cành. À. Còn sót không? Có ốc nó nào nữa nè. Tắt nguyên tốc cái gì anh Cường nha. Đó. Đó tất cả con nước này là những cái ba con Cường. Dạ. Cảm ơn A Di Đà Phật. Rồi A Di Đà Phật tiếp tục phóng sanh Bà Tô. Không để cho A Di Đà Phật được tự phóng đi. Nó nói duyên mẹ. Ngày tự phóng đi. Ừ, anh tự bắt anh tự phóng luôn đi anh. Biết sao ngày nào nó tụi con cũng đi đó. Anh Di Đà Phật bắt phóng đi. Hay quá anh ơi. Đó, làm con làm con đứt cho. Đó, chú anh Cường. Đó. Mọi người cùng học tập gương tốt của ba anh Cường. Anh Cường làm cho ba mình nha. Rồi đó. Nè, nó bu vô trong cái máy camera. Dạ rồi, anh cứ bắt nó ra rồi đừng quay. Dạ, nó chạy vô ngược chạy vô. Mừng quá đó, mừng quá đó. Thấy A Di Đà Phật từ bi lắm. A Di Đà Phật chung một cảm ơn đó. A Di Đà Phật cảm ơn nhiều đó, A Di Đà Phật. Dạ, không có quà gì tặng hết, tặng cho quà cục mực. A Di Đà Phật. Hôm nay A Di Đà Phật từ bi đã hả cho chúng con vừa đứa ra nè. A Di Đà Phật bơi dữ ha. A Di Đà Phật. À, con cảm ơn A Di Đà Phật rất nhiều. Cảm ơn gia đình con Cường. Rồi, nó qua đây nó cảm ơn em luôn nè. Nó tưởng em là bạch tuộc chúa nè. Rồi tạm biệt nha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta lên đường về nhà thôi. Đó, thấy dễ thương không? Thấy bạch tuộc dễ thương không? Mọi người về cũng gắng làm công đức cho ông bà cha mẹ của mình. Học tập tấm gương tốt của anh Cường nha. Rồi bỏ vô miệng ăn đi. Hay vậy hả? Ăn kiểu Hàn Quốc á. Ăn nó nửa cân phải trả 8 lạng. Đúng rồi đó. Vậy thôi thả nó luôn đi. Cái gì vậy với ba mẹ cái gì nha. Đừng đi với người lạ nha. Về nhà nó hiếu thảo với ông bà cha mẹ nha. Đi học nghe lời thầy cô giáo dạy nha. Gì dữ không? Đừng làm cha mẹ phiền lòng nha. Ok. Dạ. Dạ, cảm ơn dạ. Rồi xong rồi, lên bờ về thôi. Sướng quá không chịu đi hả, đòi về nhà theo anh luôn á, đem về nuôi đi. Quốc Thái Giang An nha. Rồi. Sợ quá. Sợ thế giới quá, thấy ở bên anh bình yên quá nên không muốn đi. Hãy gắn lên Phật ưu đi Phật. Lên Phật cầu cho Quốc Thái Giang An nha. Hãy gắn Phật. Rồi chịu đi chứ. Rồi lên Phật đi nha, gắn Phật nha. Đi đi. Không chịu đi anh làm cho đi đi. Nó thì anh làm đi, anh thả ra đi. Đi đi, đi niệm Phật đi, niệm Phật cứu độ chúng sanh đi. Rồi. Niệm Phật cứu độ chúng sanh đi Bồ Tát. Ngày cái cứu mạng niệm Phật cứu độ chúng sanh nha. Rồi cái nhớ là mình nha. Nó đang đi vậy đi Phật. À đi đi con, đi cầu cho nó hứa nhớ là mình nha. Nha. Rồi chú thấy nha con. Đi ra đi ra đi con. Rồi anh thả ra đi. Anh ra rồi. Buông tay ra, buông tay ra. Lật ngược luôn. Lật ngược luôn. À, lật đi ha. Ừ. Nó tặng cho cục mực rồi đó. Trời, nãy giờ nó rặn cho anh, nó để tặng quà cho anh rồi nó mới đi đó. Trời mà mưa mưa á.
cua nữa hay gì thôi. Đây cả nhà, đây có bồ tát cua quá nhiều luôn. Đây hai bồ tát cá, cái gì không biết nữa, cá tầm vong ha, gì đó, cá tầm vong này cả nhà. Đầu tiên mới thấy á. Đi về với Hồng Nguyễn với Quốc Thái Văn An nha.